Tôi đó là sinh viên đô thị yêu nước đã hoạt động liên kết với lực lượng chính trị thứ ba. Thì quá vậy, cái tôi có nói sai gì đâu. Thật nữa ra bây giờ theo hiệp định Paris, người của lực lượng chính trị thứ ba phải trả cho lực lượng chính trị thứ ba. Vậy thì thả tôi Sài Gòn, tôi không về Long Ninh. Cuối cùng có được không ạ? Làm sao được? Nó đâu có cho. Bộ nó điên sao? Nó để một thằng luôn tay áo như tôi để trong cái đô thị để làm gì? Sau khi về Lộc Ninh thì bác tiếp tục như thế nào ạ? Thì xuống Lộc Ninh thì tôi đầu tiên là tôi tìm cách tôi lòn lách. Chính tôi thì từ lâu nay là hoạt động bí mật rồi hoạt động công khai rồi kia. Tôi biết cách lòn lách hết. Thì tôi lòn lách là để tôi hỏi ý kiến của mấy ông lãnh đạo ở Trung ương cục. Là nếu mà tôi sướng ra cái chuyện, tôi không phải là của cái năm năm rồi mà tôi là của thứ ba, mà họ không chịu thả tôi ở Sài Gòn, họ thả về đây. Tôi đấu tranh, tôi đòi trở lại Sài Gòn, được không? Thì mấy ông nhanh chóng ở trong vòng 15-20 phút, ông ra dấu cho tôi. Là ok. Thành thử ngay tại Lộc Ninh là tôi lại gây ra một cái vụ scandal về chính trị, là có những người thuộc lực lượng chính trị thứ ba mà lại phải trao trả về Lộc Ninh, trong khi người ta đòi phải trả họ với cái lực lượng của họ tại Sài Gòn. Thì bây giờ họ đấu tranh, họ không chịu về. Thì bây giờ á là phải ủng hộ họ chứ. Thế cho nên phía đoàn của phía cách mạng người ta ủng hộ tôi. Họ tìm cách họ dây dưa cái chuyện đó suốt 3 tiếng đồng hồ. Làm cho cái buổi trao trả đó cả 2.000 người không có xúc tiến được. Đến đội mà tụi Thiệu nó mới ra lệnh, nó nói giờ tụi nó muốn phá hả? Tụi nó là phía chính phủ Cộng Hòa, nó muốn phá hả? Nguyên liền, không trao trả gì hết. Không có thả tụi Việt Cộng vừa đừng nữa. Giờ giam tụi nó. Cho tới lúc mà tụi nó có thái độ mà nó biểu hiện bằng cái lối ngoại giao như kiểu đó, là chúng tôi sẽ ngưng cái chuyện trao trả này khi việc rắc rối hôm nay chưa được thuận lợi giải quyết. Tại nước đó rồi thì tôi phải biết cách kết thúc cái cuộc chiến đấu của tôi ở ngay Lộc Ninh. Thì cuộc chiến đấu kết thúc, tôi sướng ra cuộc chiến đấu đó. Thật sự ra là tôi người sướng. Từ hồi trong tù lắm cơ. Tôi hoạt động trong tù cũng khá khiển. Thế thì tới lúc gần cỡ 4 giờ mấy 5 giờ chiều, trời tối rồi, sắp tối tới nơi ở rừng mà. Tôi thấy tình hình như vậy, nếu mình căng ở ngay Lộc Ninh nữa thì bất lợi. Cho nên tôi đứng ra tôi tuyên bố trước kiểm soát quốc tế, trước mọi chuyện, trước các bên, là chúng tôi thuộc là những sinh viên trí thức thuộc lực lượng chính trị thứ ba, không được Việt Nam Cộng Hòa mang trao trả về với lực lượng ba tại Sài Gòn, nên chúng tôi xin tị nạn chính trị tại Lộc Ninh và xin phép chính phủ cho chúng tôi cơ hội cuối cùng này. Ok, mọi chuyện giải quyết rộp tới chừng 5 giờ mấy, 6 giờ. 2.000 tù chính trị đứng đợi chờ lần lượt trao trả qua hai bên hết. Bên nó lấy về cũng cả 200 là tù của ta giữ, tù của nó mà của ta giữ. Trong đó có hai thằng bạn tôi nữa. Nó là bác sĩ quân y. Nó đánh mấy trận trước á, nó bị vừa cộng bác. Từ cái bữa đó là tôi về Long Ninh thì tụi nó từ Long Ninh về Sài Gòn. Có những chuyện vui thế chứ.
Sau cái vụ tị nạn đấy thì kết cục rồi thì ông có được quay trở lại thành phố không ạ? Được quay mà quay theo kiểu tôi chứ. Quay theo ý tôi chứ không phải quay theo được quay. Vâng, tức là theo ý của mình ấy. Mình theo ý của tôi á, thì như thế này. Thời gian tị nạn chính trị tại Long Ninh á, cũng là thời gian tôi được xác minh lại mọi lý lịch chính trị nhân thân. Năm 73 thì coi như là tôi được cũng 3 tuổi mấy đảng rồi. Tôi vô đảng 68, 69, 70, 71, 5 tuổi mấy đảng rồi. Tầm nữa sau khi xác định mọi tuổi đảng thì mấy ông ở Lộc Ninh với ở Trung ương Cục giao cho tôi một cái trụ sở gọi là trụ sở của các sinh viên những trí thức Sài Gòn tị nạn chính trị tại Long Ninh, và giao cho tôi nhiều hoạt động vừa công khai tức là ra ngoài quần chúng và ra mọi người thường được trao trả. Ra như vậy là tôi là thân hào nhân sĩ ở thành về, mà vừa bí mật, tức là giao cho tôi những công việc tuyên quẩn để giải quyết những vấn đề tuyên quẩn nội bộ của đảng viên, sinh viên, học sinh, đảng viên, đoàn viên, sinh viên, học sinh trong cái hoàn cảnh còn ở lại Lộc Ninh. Thì trong vụ đó thì rõ ràng là tới chừng không phải chỉ một Nguyễn Thị Thắng không thôi, nhiều mạng nữa thì họ được trao trả về. Thì tôi cùng với họ gọi là gà bài bản để họ ra họ nói chuyện công khai sao vân vân, chuyện tương quân hồi đó chỉ có gần đó thôi. Cũng đồng thời là gửi lên Đài Phát thanh Giải phóng, gửi Đài Phát thanh là Hà Nội để nói lời những cái gì, những cái tuyên bố gì của cái đám này ở Lộc Ninh đòi cái gì và tới nay thì chưa được cái gì vân vân. Thì thời gian ở đó tôi làm cái đó gọi là có hiệu lực nhiều hơn mấy ông kỳ vọng. Tôi lúc đầu cũng vậy, ham làm lắm, ham nghĩ lớn chuyện lắm, hơn những chuyện cũ lắm, để là làm hơn được những cái mà người ta đồng ý, đảng đồng ý và kỳ vọng. Thì như vậy tôi nói chuyện với đảng như thế nào thì đảng cũng không trách gì tôi được. Thế rồi tới cuối năm 73 qua đầu năm 74 thì tôi thấy mọi chuyện không còn là chính phủ ba thành phần liên hiệp miền Nam gì ráo hết, phải đến lúc quýnh nhau thôi. Cho nên đầu năm 74 tôi xin gia nhập quân đội. Vậy thôi. Mà như tôi đã nói, tôi gia nhập cái thứ quân đội mà không phải đánh bằng vũ khí đánh bằng trí lực và thế lực. Đó là tôi thành quân của phòng G22, Cục Tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân miền Nam. Tức là phòng tham mưu. Dạ. Và là quân mà may mắn được trực tiếp được ông tướng Nguyễn Như Văn là cục phó cục 2 Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Bắc vô để chỉ đạo trực tiếp. Câu chuyện mấy mươi năm nhưng mà được kể vắn tắt, và em thì em thấy rằng vẫn đang còn rất là nhiều những cái chỗ có thể khai thác. Thôi đừng tham. Nhưng mà vâng, có lẽ là như vậy. Em xin phép được hỏi câu cuối cùng. Hiện nay thì ông vẫn đang là đảng viên Đảng Cộng sản chưa ạ? Vâng. Dạ. Sang năm tháng 6 sang năm rồi tôi 50 tuổi đảng tròn. Dạ. Được, xin chúc mừng ông với một cái. Còn cái 45 tuổi đảng người ta truy lãnh cho tôi hồi tôi 45 tuổi đảng nó nằm kia. Dạ. Em xin phép hỏi bác một câu như này, cũng là câu hỏi cuối cùng. Là một đảng viên Đảng Cộng sản thì ông nghĩ gì về những sai phạm của những đảng viên hiện nay
đặc biệt là những đảng viên có chức vụ quyền hạn lớn trong chính quyền hoặc trong đảng, thưa ông? Chà, phóng viên Hải Yến này tham vọng quá, chắc cũng giống tôi tham kiếm gì hơn cái mà đừng có à. Bị có bị tiêm nhiễm không khi hỏi cái câu đó? Đảng viên gọi là ở cấp cao, dù là ở trung ương hay ở địa phương, mà sai phạm lớn, một đằng là cũng do cái bản thân của họ, là họ là những người gọi là tự diễn biến thoái hóa về đạo đức cách mạng, tự diễn biến thoái hóa đạo đức cách mạng. Đó là phần họ. Như ta đã nói là những người như vậy thường thì họ có những biểu hiện bên ngoài thì rất là mềm mỏng dễ thương, nhưng bên trong ác độc. Chừng này hồi nãy tôi có nói rồi, trong đảng từ xưa đến nay vẫn vậy, vẫn có những người vậy. Còn phần người khác, phần của đảng mà nói chung, tức là nói về đường lối chính sách rồi này cái nói của đảng, thì cũng có những cái sai quan trọng khiến cho những người đó, những người tự suy thoái biến quá thoái quá bản chất đạo đức á, khiến những người đó bám vào cái sai đó, như thể là mình làm vậy thì có sao đâu, bởi vì cả cái đường lối đó, cảnh sát á nó cũng sai cơ mà. Còn có một cái chuyện mà cho tương lai thì tôi nghĩ phải nói lại về cái chuyện những cái đường lối chính sách sai lầm cần phải sửa chữa ở cái phạm vi vĩ mô. Cái này có lẽ cô không hỏi nhưng mà tôi là thích nói, và tôi cũng chuẩn bị nói đàng hoàng bằng văn bản. Bây giờ cho cái tương lai mười mấy 20 năm sắp tới mà tôi còn hy vọng tôi sống được chừng 15 năm nữa, thì tôi thấy cũng phải đưa ra những cái sai lầm về chính sách cho quần chúng nhân dân tiến bộ, người ta biết tới, gọi là thấu đáo, và người ta bàn. Nói cách khác phải có một diễn đàn kinh tế chính trị tự do để cho những cái người tiến bộ trong xã hội Việt Nam họ có chỗ để họ tham gia, họ vạch ra một cách tách bạch và gọi là thấu đáo những cái vấn đề của chế độ chính sách đảng sai lầm. Chứ còn cứ vì lý do này lý do khác, càng nhốt kín bao nhiêu thì dần dần theo tiến hóa của thời gian và thời đại, lúc đó đảng chỉ có mong nó thôi giờ tôi già quá tôi bất lực rồi thôi cho tôi nghỉ, thế là coi như là tự tàn tạ. Không nên, nhưng để chính sách vĩ mô không được. Để giải quyết vậy thì phải có cái chỗ đầu tiên đó, là một cái diễn đàn kinh tế chính trị xã hội tự do giải quyết cái chuyện phản bác và phản biện, phát hiện là một, phản bác những cái chính sách, những đường lối chính sách luật pháp sai lầm, chứ không nên cứ như ra rồi thỉnh thoảng là sửa chút xíu không phải, không làm gì được. Thì như vậy á thì sau này chừng cỡ 15 năm mọi chuyện của đất nước hoàn toàn khác, và đảng lúc đó cũng là một cái đảng khác,
biến thân thành người khổng lồ khác. Tôi nói cái chuyện đó không phải là chỉ về vấn đề lý luận, mà tôi nói vấn đề đó vì nó có một cái thực tế. Lâu nay á, thì đảng á, thì theo cái học thuyết kinh tế chính trị Marxist Leninist mà đường lối kinh tế chính trị khi mà đảng nắm được nhà nước thì vẫn có thời kỳ sai lệch phải sửa sai. Chuyện này ai là đảng viên tri thức tiên tiến cũng đều biết. Vấn đề gốc về mặt tư tưởng là ở chỗ có dám dân vi quý đảng vi khinh hay không. Khinh ở đây không phải là khinh rẻ mà là nhẹ, khinh khí, tức là cái khí nhẹ, nghĩa là dân trọng mà đảng nhẹ. Vì mặt tư tưởng đó thì cái đổi mới tư duy phải dẫn đến cái chuyện là có chịu dân vi quý đảng vi khinh hay không. Đảng nhẹ hơn dân cái miệng, đảng nặng hơn dân thì chết dân. Cái vấn đề dân vi quý đảng vi khinh có thấm nhuần trọn cả bộ chính trị và khắp trong trung ương đảng hay không? Để có được cái là gọi là đổi mới tư duy dân vi quý đảng vi khinh thì biện pháp nhà nước hiện nay là quốc hội phải là chủ nhiệm của một diễn đàn kinh tế xã hội tự do. Tôi sẽ đưa cái văn bản này cho viết chi và thuê quốc hội, thuê quốc hội chứ không phải chủ tịch quốc hội nha, thuê và thuê ban giám đốc biên tập cái diễn đàn này gồm những chuyên gia người nước ngoài tầm cỡ và những người Việt Nam thật sự giỏi lĩnh vực kinh doanh diễn đàn kinh tế xã hội, muốn họ làm giám đốc kinh doanh khai thác diễn đàn giống như ở các nước Âu, Mỹ, Nhật. Cái điều tôi học nhiều nhất á là ở Âu thì ở nước Đức, ở Mỹ Châu dĩ nhiên là Hoa Kỳ, và ở Á Châu thì là Nhật Bản, chót nữa thì một số thủ thuật ở Trung Hoa, một thủ thuật chính trị ở Trung Hoa cũng hay lắm, bậc thầy ở đây. Tôi nói là muốn những cái người mà làm mà gọi là giám đốc kinh doanh cái diễn đàn á phải là có những người nước ngoài có tầm cỡ. Tôi kể rất rõ là Philip Roessler, cái anh Philip Roessler này ảnh hoàn toàn là người Việt Nam, ảnh là con mồ côi lúc 9 tháng tuổi quê Sóc Trăng. Lúc 9 tháng tuổi á, năm 1973, ảnh được vợ chồng người Đức là đưa từ trại mồ côi về Đức nuôi làm con. Thì ảnh này á, ảnh lớn lên làm người Đức, và hiện nay ảnh cũng chả biết nói Việt Nam đâu, nhưng mà ảnh biết ảnh gốc Việt Nam. Năm ảnh mới có 28 tuổi thì ảnh là phó chủ tịch đảng Dân Chủ Xã Hội Đức. Và năm ảnh 32 tuổi thì cái đảng Dân Chủ Xã Hội Đức đó, nó là đứng sau cái bầu cử, đứng sau cái đảng Liên Minh Dân Chủ Thiên Giáo của bà Merkel. Cho nên chính phủ hồi nó thì mời ông vô làm bộ trưởng của bà Merkel.
Bộ trưởng về khoa học và môi trường. Sau đó qua cái lần bầu cử thứ hai thì đảng ổng vẫn bám sát cái đảng của bà kia, cho nên ổng được cử lên làm phó thủ tướng của bà Merkel, mà phụ trách về vấn đề gọi là phát triển hải ngoại. Tới lần bầu cử cuối thì cái đảng ổng thua và ổng mất hết về mặt mà chính trị đối với cái đảng của bà Merkel. Nhưng mà vừa mới rồi đây thì cái anh chủ tịch mới anh lại bám theo sát bên bà Merkel rồi được bầu. Thì cái hồi anh thua thì anh ra anh làm chuyện khác, anh không ở trong đảng nữa mà anh ra anh làm cái gọi là diễn đàn kinh tế thế giới đóng ở Davos, Thụy Sĩ. Mỗi năm cái diễn đàn này của ảnh là tổng giám đốc, ảnh điều khiển là mỗi năm thì có một họp ở trung ương là ở Davos, Thụy Sĩ, cỡ 400-500 thôi mà toàn là những đại gia trên thế giới để nói về cái chuyện phát triển khắp toàn cầu và đó để đầu tư vô chỗ nào. Thì mỗi năm có một lần như vậy vào tháng 2. Và tới tháng 4, tháng 5 thì một lần nữa ở khu vực. Và tới tháng 9, tháng 10 thì một lần nữa của diễn đàn kinh tế thế giới này nó mở ra ở một khu vực khác. Nói tóm lại một năm có một họp lớn 400-500 gọi là mặt bự không trên thế giới để bàn về cái chuyện đầu tư và thương mại ở địa điểm nào thì có lợi hơn. Và một lần ở Davos và hai lần ở hai khu vực. Cái tôi biết anh này lúc vào năm 2014 tháng 11 thì bỗng nhiên anh này anh về Việt Nam, có lẽ là anh thử tìm cách anh về Sóc Trăng đi coi cái gốc gác của anh là như thế nào. Rồi anh ra nội á, thì anh có gặp Nguyễn Tấn Dũng tháng 11 năm 2014, mời Nguyễn Tấn Dũng đi dự cái diễn đàn đó mà trước nay Việt Nam mình không có mặn. Từ đó trở đi năm nào Việt Nam cũng dự cái diễn đàn đã có sở, từ 14, 15, 16, 17, 18 Nguyễn Tấn Dũng không dám đi, cử anh Phạm Bình Minh đi. Tôi muốn nói tới ông này bởi vì nếu mà phải mời mà gọi là làm thuê làm tổng giám đốc cái diễn đàn của Việt Nam kinh doanh như thế nào đó thì dĩ nhiên rất thuận lợi, gắn bó với không phải diễn đàn Việt Nam mà là diễn đàn có tính cách là liên quốc gia hay là quốc tế, muốn nói vậy. Và thứ hai nữa ảnh nó tầm vóc vậy ảnh mới làm nổi. Và thứ ba nữa ảnh ở ngoài đảng anh không có bị chi phối gì quá gì hết trơn, mới là diễn đàn kinh tế tự do được. Chứ một diễn đàn kinh tế tự do ông cứ ông trung ương đảng lên đứng giám đốc thì nói gì thì nói, không ai nói gì trong diễn đàn đó đâu. Mà cũng chính vì vậy cho nên nếu có được cái diễn đàn đó thì những vấn đề gì mà cái ngoan cố trong nội bộ đảng thế nào cũng phanh phui tới. Giấu gì thì giấu nó phải sớm lò ra chứ không phải là xì từ từ đâu.